Nhưng mọi thứ mới chỉ là bắt đầu với bạn mà thôi. Trong lúc này bạn đang tự hỏi và băn khoăn lo lắng về những chỉ trật tự của mình. Yên tâm nhé, đã có tôi. Đại học sẽ là bước đi đầu tiên của con đường tương lai mà bạn đã chọn. Hành trình ấy còn nhiều khó khăn gian nan mà bạn phải vượt qua. Năm nhất, cánh cửa thử thách đầu tiên của bạn. Làm gì để bước qua năm nhất đại học thành công? Sinh viên năm nhất cần trang bị những kỹ năng gì? Hãy nhổ một tràng pháo tay để chào đón tôi. Tôi sẽ cùng các bạn giải đáp vấn đề này nhé. Giảng viên khoa học tự nhiên trường Đại học Hùng Vương, đồng thời cũng là một cựu sinh viên đã từng được học tập và rèn luyện trên chính ngôi trường yêu dấu này. Và với bằng những kinh nghiệm của cá nhân và trải nghiệm thực tiễn, tôi và các bạn sẽ cùng đi tìm câu trả lời cho câu hỏi sinh viên năm nhất cần trang bị những kỹ năng gì. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Còn rất nhiều những điều mà tôi muốn nói và chia sẻ với các bạn. Điều đầu tiên đó chính là niềm tin các bạn. Vì sao vậy? Vì sao bạn lựa chọn Đại học Hùng Vương? Vì sao bạn lựa chọn học ngành sư phạm, kinh tế, ngôn ngữ? Mỗi chúng ta đều có những lý do riêng của bản thân. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải tin. Tin vào sự lựa chọn của mình và tin vào quyết định của chính bản thân mình. Khi đó các bạn mới toàn tâm toàn ý và dành toàn bộ sức trí lực của bản thân để thực hiện mục tiêu. Và thành công sẽ đến với các bạn. Các bạn hãy lựa chọn chúng tôi. Chúng tôi cam kết và đồng hành hỗ trợ các bạn. Sinh viên là khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ, là khoảng thời gian của thanh xuân. Và tân sinh viên là khoảng thời gian mà các bạn được trải qua rất nhiều điều thú vị. Ví dụ như những lần đầu tiên chẳng hạn, cú sốc hay sự khủng hoảng. Lần đầu tiên cho điều gì các bạn? Lần đầu tiên cho sự xa nhà, xa bố mẹ, tự chăm lo cho cuộc sống của chính bản thân mình. Lần đầu tiên chúng ta phải tự quyết định tất cả mọi công việc của bản thân. Lần đầu tiên ta chạm ánh mắt của một ai đó. Còn cú sốc thì sao? Một anh chàng học rất giỏi toán ở phổ thông cũng có thể bị trượt môn toán cao cấp ở trường đại học đấy nha. Và một cô gái học rất giỏi môn văn ở trường phổ thông cũng có thể bị nợ một môn xã hội. Nếu chúng ta không biết cách lập cho mình một mục đích ngay từ ban đầu và xác định cho mình một kế hoạch học tập. Vì vậy tân sinh viên cần phải có một kỹ năng: lập cho bản thân một mục đích và xác định kế hoạch rõ ràng và cam kết thực hiện nó. Các bạn nhớ chưa? Áp lực từ việc học hành, sự thay đổi về không gian và thời gian đã làm cho các bạn rất nhiều những áp lực và có thể dẫn đến tình trạng bị stress. Làm sao để tân sinh viên có thể giải tỏa stress một cách lành mạnh? Hãy nhớ rằng là trường Đại học Hùng Vương đã trang bị một cơ sở vật chất vô cùng hiện đại với rất nhiều khu liên hiệp thể thao, có sân bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, rồi những câu lạc bộ nữa như là gì ạ? Guitar này, kỹ năng này, hát này, khiêu vũ này. Vậy hãy lựa chọn cho mình một môn thể thao mà mình yêu thích, hãy lựa chọn cho mình một câu lạc bộ mà các bạn cảm thấy thích thú và hãy học tập và rèn luyện nó sau những giờ học tập ở trên giảng đường, và chúng ta sẽ có một tâm thế tốt để chuẩn bị cho hành trình sắp tới. Các bạn nhớ chưa ạ? Chắc là các bạn đã được nghe tâm sự của các anh chị sinh viên khóa trên về bữa ăn của sinh viên những ngày cuối tháng rồi chứ? Đây chính là tình trạng chung của tất cả các bạn nếu chúng ta không có một kỹ năng. Và nói thẳng ra rằng nếu chúng ta không biết cách chi tiêu một cách hợp lý, mỗi tháng chúng ta có một khoản tài chính, hãy lập cho mình một kế hoạch để biết chi tiêu như thế nào cho phù hợp. Nếu không, mì tôm sẽ trở thành thực phẩm chính của các em những ngày cuối tháng. Các bạn hiểu không? Thậm chí là không có mì tôm nhá. Và các bạn biết rồi, thế kỷ 21, thế kỷ của sự hội nhập, thanh niên của thế kỷ 21 không có ngoại ngữ là đánh rơi mất một chìa khóa của trường phổ thông. Các bạn sẽ không thể mở được ra cánh cửa cho những tương lai phía trước. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu tiên khi bước chân vào môi trường đại học, hãy nhớ và tìm kiếm cho mình một niềm vui và niềm đam mê với một ngôn ngữ nào đó. Tiếng Anh, tiếng Pháp, hay bất kỳ một ngôn ngữ nào mà bạn cảm thấy yêu thích, không nhất thiết phải là tiếng Anh. Nhưng nhớ phải biến nó trở thành ngôn ngữ thứ hai của bản thân mình. Và khi đó, các bạn cầm trong tay mình một chìa khóa để mở thêm nhiều cánh cửa mới cho tương lai. Các bạn hiểu rõ chưa? Việc học tập ở môi trường đại học sẽ có rất nhiều điều khác lạ với nhà trường phổ thông. Một cuốn sách giáo trình ở trường đại học liệu đã đủ cho các bạn nghiên cứu chưa? Chưa đâu nhá. Sinh viên thường nói một câu là
sinh viên biết cách học thì bớt nhọc. Vậy các bạn cũng phải biết cách tìm kiếm tài liệu cho chính bản thân mình, biết cách ghi chép và biết cách lắng nghe. Đó chính là kỹ năng tiếp theo mà tôi muốn các bạn tân sinh viên của trường Đại học Phương rèn luyện. Và có lẽ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, tôi khó lòng có thể nói tất cả những gì mà tôi muốn nói cho các bạn. Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng tôi, Lê Ngọc Sơn, giảng viên khoa học tự nhiên trường Đại học Phương, sẽ luôn ở đây cam kết và cùng kết nối với nhau để chúng ta luôn hô vang khẩu hiệu rằng tôi là sinh viên Đại học Hùng Vương.